Tôi là Megat, ICD Malaysia. Serena Teo, ICD Singapore. Có người để một cái xác trên cầu Tuas. Cô ấy là người Singapore, vụ này là của chúng tôi. Đúng ra là cái xác được tìm thấy ở biên giới giữa hai nước. Nạn nhân bị chết ngạt và bị cắt đôi người khi đã tử vong. Cô từng thấy cái gì như thế này chưa? Chưa. Ta sẽ bắt được hắn. Đón xem bộ phim Cây Cầu trên kênh Rest by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.